Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Ở trong clip buổi tối ngày mùng 5 tháng 7 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục về hai con âm ly đài rất là đẹp. Model của nó là Technic SC9750. Đây là một trong những model khá là hiếm trên thị trường của Việt Nam luôn. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết cũng như báo giá sản phẩm để anh em được biết thêm về dòng này. Hôm nay về hai con giống nhau, nhưng có một con hơi xấu một chút thì giá nó sẽ rẻ đi so với con dưới. Đây, cái xấu mà mình quay cho anh em đó là một chày một tí xíu ở trên này, cũng như là một vết xước ở đây rất nhỏ thôi. Còn đâu thì tất cả đều vỏ gỗ đẹp góc cạnh, mặt mũi anh em để ý kỹ mặt này. Con dưới thì đẹp toàn diện rồi, thì tí nữa mình sẽ nhấc hẳn con trên ra mình quay con dưới. Còn con ở bên trên thì nó chỉ có xấu một chút xíu này. Đấy, model của nó là Technic SC9750. Đây là một trong những model khá là hiếm trên thị trường của Việt Nam. Và mình về được hai con, hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V. Tần số FM của nó là 90Hz, nhưng mà mình thấy đã dò đài đến tới được 91 luôn rồi. Này. Đấy. 91 đây. 90 cũng có đầy đủ ấy. Từ nhiều năm nay có lẽ là do nhà mình thì ở dưới thấp nên là cái tần số sóng nó hơi kém, nên anh em về nhà muốn sử dụng được cái đài tốt hơn thì nên kéo thêm một cái anten thì bắt rất là tốt. Dạo này đài bắt rất là nét, kể cả AM FM đều hoạt động tốt luôn. Kích thước của nó thì chiều ngang chuẩn là 50 cm, rất là hầm hố, mặt phay nhôm, nó không phải là màu trắng cũng không phải là màu vàng. Đó là cái màu nói chung là khó tả. Nhìn đây mình cứ quay như này thì để anh em biết, nó là cái màu gọi là gần gần như kiểu là vàng đồng ấy. Hình thức rất là đẹp. Công suất của nó thì chạy 8 con sọt than nhí, công suất chuẩn là 50W một kênh, tiếng rất là hay. Hiện tại thì mình đang ghép với cặp loa Technic SB7, công suất là 130W một thùng đây, nhưng mà đánh rất là tốt, tiếng rất là hay. Con này chỉ cần vặn nhẹ lên tiếng nó lên tốt rồi. Sở hữu đến 8 sò than, máy size 50 cm, rất là gấu này, hình thức thì đẹp. Còn Technic xấu ở bên trên này thì mình chỉ bán với giá là 5,2 triệu. Còn các cái chức năng của nó thì mình sẽ giới thiệu sâu hơn cho anh em biết. Đầu tiên là phím bật tắt nguồn. Đấy. Phần đèn quạt thì cực kỳ là đẹp. Nếu như anh em để buổi tối trong phòng ngủ hay phòng làm việc của mình thì nhìn nó rất là sang trọng. Đèn quạt màu xanh rất là rõ nét, sắc nét luôn. Con này thì nó sẽ đánh được cả 2 kênh và 4 kênh khi anh em di chuyển này. Đấy, đèn nó rất là dị dạng, 2 kênh 4 kênh, tức là nó sẽ đánh được 4 loa một lúc luôn. Có chỉnh bát chắc trực tiếp trên máy, ba lăng, volume. Bên này là có cần gạt non nớt. Và bên này là cái đường táp, là đường chọn tín hiệu đầu vào. Thì con này nó sẽ ăn qua tín hiệu đầu vào qua đường táp này. Còn các cái cần chỉnh bên này thì nó là cần chỉnh của FM và AM. Phono là dành cho đĩa than. Còn phía bên trên cùng này là tần số dò đài. Hình thức thì hai con thì đều đẹp, chỉ có mỗi con trên nó chỉ hơi xước sắc một chút xíu thôi. Thì mình bán với giá 5,2 triệu. Còn con dưới đẹp gọi là toàn diện thì mình bán với giá là 5,5 triệu đồng. Thì con dưới nó đẹp như nào thì mình sẽ nhấc con dưới lên cho anh em xem luôn. Đây, đây là con ở phía dưới thì anh em để ý. Tất cả vỏ gỗ của nó thì đều đẹp keng luôn. Đấy, con này thì hơi chảy một chút xíu này thôi nhá. Nó không ảnh hưởng gì lắm, nếu như anh em không kỹ tính thì lấy con đấy cũng được. Còn con này đẹp hơn hẳn thì mình chỉ bán với giá là 5,5 triệu đồng. Máy đẹp xuất sắc và hoạt động hoàn hảo hết. Tiếng rất là hay. Mình đang đánh qua đường táp, tức là chơi qua một cái đầu CD nhỏ phía trước. Và cặp loa Technic SB7A này thì tiếng nó rất là ngọt ngào và đánh rất là hay, nhẹ nhàng thôi. Và sẽ quay cả đằng sau cho anh em xem về hai cái đằng sau của âm ly này. Thì đây là phía đằng sau của hai con âm ly.
Đấy, vỏ gỗ với đít đáy con này thì vàng chóe luôn. Bên này anh em để ý kỹ này, cái chữ FM thì anh em sẽ lắp anten vào đây, nó ghi FM này, còn AM ở dưới, AM anh em cũng cần lắp anten vào. Còn cái đường vào mà như mình vừa giới thiệu đó là cái đường táp ấy, chính là cái đường này, đường play black này. Thì con này thì nó chạy từ dòng 4 trách nên anh em sẽ cắm cả đường phông. Nếu như anh em nghe 4 loa thì có thể cắm trực tiếp vào đường phông được, còn nếu chơi thêm loa khác nữa thì anh em sẽ cắm vào đường rít. Thì đây là các cái đường loa của nó này. Anh em chỉ cần xoắn dây sang nhét vào lỗ này là được. Đấy. Còn dưới là đường rít. Đây thông số của âm ly. SC9750, điện 100V, công suất là 50W, nhưng mà 50W một kênh thì nó rất là khỏe, sở hữu đến 8 giò than. Hai con đít đáy đều đẹp, vỏ gỗ cũng đẹp. Và như vậy là trong buổi tối ngày mùng 5 tháng 7 thì Sơn Đỉnh chỉ giới thiệu ngắn gọn với anh em hai con âm ly. Và tối nào cũng có một cái clip để giới thiệu đến anh em, cũng như là cảm ơn anh em đã cùng đồng hành với Sơn Đỉnh suốt thời gian vừa qua, cũng như mua ủng hộ những sản phẩm của Sơn Đỉnh. Thì trong clip buổi tối ngày nay thì Sơn Đỉnh chỉ giới thiệu được hai con âm ly Technic, một con xấu hơn một chút. Hai con thì model giống nhau, con bên trên xấu hơn một chút thì giá 5,2 triệu. Còn con bên dưới thì đẹp xuất sắc, mình bán giá 5,5 triệu. Dòng này thì đánh được rất nhiều các loại loa, đặc biệt là những dòng loa cổ hay là loa toàn giải thì tiếng rất là hay. Địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395727582. Tất cả những mặt hàng này mình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Một lần nữa cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Xin chào.